Ấm lúc lên bờ gõ dĩa cái miệng cu bim, một con vịt xẻ nó hai cái cánh, nó kêu rằng cha 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 cha, gặp cu bim nó bị bà bị bẩm lúc lên bờ dĩa con cu cu bim. Đúng rồi, suy nghĩ mày thấy lỗ mũi của Bim cao nhỏ không rồi đó. Ừ. Trong hổm sợ giống cô ba thấy mẹ ăn y gì ba thấy mẹ ăn. Đừng giống gì ba nha con, giống gì ba không càm không mũi nữa, không Chị tiền.